Dạ em tên là Trần Trọng Nghĩa. Trần Trọng Nghĩa 21 tuổi ở Đồng Nai. Ấy hai nhầm 27. Trời ơi. 27 xuống tới 21 luôn. Là cuối cùng là bao nhiêu tuổi? 27. 27 ạ. À. Dạ đang sinh sống ở Đồng Nai rồi đang làm công nhân cho khu công nghiệp Sông Mây. Cái nhiệm vụ cụ thể em có? Dạ là đế lót của giày ạ. À em làm đế lót giày ha. Vâng. Quê ở đâu? Dạ gốc của em là ngoài Hà Nam, ba mẹ sinh sống ở trong này nên ở trong này luôn. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chú Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Kiều Trinh, quê quán ở Hà Nam Ninh, năm nay 25 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai ạ. Hai người cũng trùng khớp với nhau ha. Hà Nam Ninh bây giờ không có còn nữa em. Bây giờ là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Chứ không phải là Hà Nam Ninh nữa nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ điểm mạnh của em là rất là yêu trẻ con, hòa đồng, vui vẻ. Rất là thích ca hát nhưng mà hát không hay cho lắm. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là mặc cảm, hay bệnh nữa nha. Hay bệnh nhưng mà mình vẫn đi làm để nuôi bản thân mình và phụ giúp cho gia đình được. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Vâng, là ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn khuyết điểm em chắc là chưa biết nấu ăn. Không sao, từ từ có người nấu ăn cho à. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em quen được hai người. Lúc thời đi học và sau khi đi làm. Rồi, sau đi làm là người đó quen lâu không? Dạ, hai mối tình đều quen được cũng tầm gần một năm. Yêu dữ dội chưa? Mới giai đoạn đầu, chuẩn bị bắt đầu ra cao trào thì nó lại có một nơi. Ai làm cho cái cao trào đó mỗi đứa một nơi? Thứ nhất thì do là bạn nữ bảo là cùng tuổi, bảo là trẻ con quá, không quen được. Giờ trưởng thành chưa? Dạ rồi ạ. Giờ còn tính trẻ con không? Dạ hết rồi. Em tuổi gì? Dạ tuổi Mùi. Bên kia tuổi gì? Dạ tuổi Dậu ạ. Mùi với Dậu. Được. Được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Chỉ có vài tháng là chia ly rồi ngại. Sao vậy? Giống bên kia hả? Tại vì anh ấy lớn tuổi, muốn kết hôn sớm. Nhưng mà em là đạo Thiên Chúa thì phải học xong và cái có cái nghi thức của mình rồi mới được kết hôn đó. À, vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai là người như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai là hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là cũng đạo Công giáo. Thế em hỏi bạn trai có đạo không? Anh ơi, anh có đạo không anh? Có em ơi. Hay quá. Mừng quá, nãy giờ tôi lo, tôi đâu có dám hỏi. Vậy là yên tâm rồi ha? Dạ. Hồi nãy em nói cụ thể công việc em là em làm gì? Dạ là giáo viên mầm non ạ. À, nhà gái đưa ra yêu cầu cũng rất là đơn giản. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đáp ứng được gần hết. Gần hết luôn. Gần hết. Trời ơi, nó dễ mà có gì đâu cũng hết. Rồi, vậy nhà trai đưa ra yêu cầu của mình đi. Dạ, em yêu cầu đơn giản thôi. Mỗi từ 1m50 trở lên. Rồi, chắc chắn không ai giờ dưới 1m50. Cùng yêu cầu với bạn nữ là cũng có đạo luôn. Rồi. Tóc dài, rồi biết nấu ăn là được. Rồi, có ai biết nấu chưa á? Ăn được hay không mới quan trọng. Cái gì em không thích là bạn gái? Không thích bạn gái tức là vô tâm, vô tư quá. Không biết tới quan tâm gia đình nữa. Anh nghĩ chỉ có đàn ông lâu lâu vô tâm thôi. À, lâu lâu xui gặp người thôi chứ phụ nữ ít ai vô tâm lắm. Bởi vì người ta chắc chắn sẽ quan tâm nhiều thứ ha. Trong đó có gia đình của mình. May mắn là hai bạn đã cùng đạo với nhau rồi. Nếu bây giờ mình vén cái hàng rào này ra mà ưng bụng nhau thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng chừng 1 năm ạ. 1 năm? Dạ. Kìa quay kia kìa. Chào chị. Rồi bây giờ em thì tính là bao lâu thì kết hôn được? Dạ thì nếu mà đẩy nhanh tiến độ lên thì 6 tháng cũng được. 6 tháng cũng được. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa mà xuống vậy? Dạ em chuẩn bị từ lâu rồi. Lo từ xa rồi chị. Lo từ xa. Lấy vợ về mình định lập nghiệp ở đâu? Dạ ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Vâng. Rồi ở đâu? Nhà có ba mẹ xây sẵn rồi. Nhà ba mẹ xây sẵn? Vâng. Mình có cái gì riêng mình tự lo không hay mình phải nhờ ba dạ, mẹ? Anh em cùng nhau góp vào ạ. À là mình làm dâu không em? Dạ tùy bạn nữ, ba mẹ thích đẩy ra riêng. Thích thì ra riêng rồi nhà đâu ở? Nhà có nhà sẵn, bên trên có hai nhà. Là một nhà bố mẹ, một nhà chỗ dãy nhà trọ. À có nghĩa là nhà mình có nhà trọ. Vâng. Nếu ở chung với ba mẹ thì ở chung, không thì cho một căn nhà trọ. Vâng, quản lý trên đấy cũng được. Quản lý trên đó luôn. Quản lý luôn. Trời, thì ngon lắm rồi. Về mình có để dành chắc chiêu tiền? Dạ có một khoản riêng em để dành. Để dành được nhiêu rồi, nói thiệt nghe coi. Dạ cũng sơ sơ gần 100. 100, vậy được rồi ha. Rồi vậy là quá tốt. Tôi thấy hai bạn này là tôi thấy trời sinh một cặp rồi đó. Hợp lý rồi đó. Khi mà khai ra có 100 thì phải khai. Khai kỹ vậy tôi nói có số được rồi. Khai 100 tao biết. Nữa về đòi 100 không có mệt. Rồi tôi qua coi đàn gái sao coi. Trời em gái.
trời. Bên đây có một cầm nha. Có nhà trọ đó. Ha. Dạ. Nói chứ anh này dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu được không? Dạ được ạ. Em quan niệm thế nào về làm dâu? Dạ bố mẹ chồng thì cũng như, giống như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Ừ. Hay quá. Em không thích gì cái tật xấu của người đàn ông? Dạ không thích hút thuốc. Không hút thuốc em trai? Dạ không. Không có. Dạ rồi không thích lăng nhăng. Có lăng nhăng không? Quen được ai được thời gian người ta bỏ mình với lăng nhăng thì sao được. Có lăng mà không có nhăng. Gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Hết rồi. Được, đàn gái được. Cặp này hợp á. Có hôm nay đi với ai người thân dạ, mình không? Dạ đi với mẹ, chị gái, cô Út và em gái Út. Wow, nguyên gia đình luôn nha. Dạ chào cô. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường dạ. Và tất cả mọi người. Cô là mẹ của Trinh. Chào cô ạ. Chào con. Trinh ở nhà thì thỉnh thoảng thì cũng hơi ngang bướng, nhưng mà được một cái là rất khoan dung, biết giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dạ. Thì con cứ yên tâm đi, tuy là Trinh thì cũng mới biết nấu ăn thôi, nấu thì biết rồi, nhưng mà quan trọng là con có ăn được hay không. Dạ. Thì nhân đây thì cô cũng muốn cho hai con cho nhau một cơ hội, nếu có duyên thì tới với nhau, mà không có duyên thì hai con mỗi người cũng sẽ có một người bạn mới. Cô xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô đừng có lo, nấu ăn hay không á, không cần ăn, vậy là được rồi. Rồi, nhà trai thì mình có ai đi theo dạ, ủng hộ? Em đi với mẹ, với cô chú em họ và cô mẹ luôn ha. Vâng. Rồi có bà xui luôn nha, hai bên. Dạ chào cô. Chào Kinh Linh và chị Cát Tường. Em là mẹ của Nghĩa. Nghĩa là con đầu lòng, là con lớn. Khi mà các cháu quen ai ấy, thì đấy bố mẹ cũng như nội ngày xưa thôi. Bố mẹ nội ngày xưa thì cho ba má túp lều nó bằng lá. Còn ngày nay thì bố mẹ lo các con được cái túp lều bằng mái tôn. Thì thôi các con cứ cố gắng làm. Còn đấy thì đến hôm nay thì cô thấy con trả lời vậy thì cô giáo thì con cũng được rồi. Yeah. Thì cô cũng giúp cho hai cháu. Đấy thì biết địa chỉ rồi là biết tin trước nhau thì Nghĩa từ trước tới giờ ấy là không cà phê, không chè, không bia, không rượu gì hết. Thậm chí mà bạn công ty tới rủ đi nhậu ấy thì bạn còn trêu cô ơi cô cho cháu gặp cô Nghĩa với. Thế cô biết rồi bảo sao vậy, sao cháu lại gọi con cô và cô Nghĩa vậy? Là cô ơi, là ý cháu rủ Nghĩa đi là chỉ có uống nước ngọt thôi, còn Nghĩa không uống cà phê, không uống rượu gì hết. Thì đấy, Nghĩa là từ trước là như vậy đấy. Chào. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Mẹ em vừa mới tiết lộ một thông tin bí mật mà giờ nó biết là cô Nghĩa. Cô Nghĩa? Ai gọi em cô Nghĩa? Em đứng lên coi coi. Xác định lại coi tôi mới mai mối được nha. Cô Nghĩa hả? Tướng thì khỏe đâu, mong biết khỏe hơn. Gái không? Khó lắm. Có hôn gái chưa? Chưa. Chưa hả? Nắm tay nắm chân thôi. Nắm có cảm giác gì không? Đã. Đã hả? Thấy người ta hùng khoái không? Khó. Được, còn ngồi xuống đây đi. Rồi, bây giờ kéo hàng rào ra nha. Rồi, mở rào. Cho cô Nghĩa gặp mặt bạn gái. Trời ơi, con ta đố con gì kêu bằng cô Nghĩa. Ừ. Rồi, hai bạn gặp nhau đi nha. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có một món quà tặng anh ạ. Oh. Tròn tròn giống nhau quá ha. Hai bạn giống hai con đó ghê luôn á. Đứng. Hai mặt giống nhau quá ta. Trời, sao giống hai đứa vậy? Anh thấy hai hình như là đặc luôn rồi đó. Em đặc dễ luôn hả? Giống nhau lắm á. Có gương mặt phu thê rồi nha. Sáp vô, bắt đầu. Giờ làm của em thế nào vậy? Dạ, giờ làm của em từ sáng từ 6 rưỡi cho đến 4 rưỡi chiều. Buổi tối thì em đi lễ về rồi em ở nhà. Thì em không có đi đâu chơi hết á. Nếu ta hẹn hò với nhau thì em thích những nơi nào? Đi đâu cũng được, cái chỗ mà hơi lãng mạn một chút xíu. Nếu tiến tới với nhau được, em dự định muốn mấy người? Dạ, càng đông càng tốt ạ. Tùy theo khả năng của mình ạ. Rồi. Anh thấy em thế nào ạ? Duyên dáng, xinh xắn. Dạ, em cảm ơn anh. Thế khi thông nhìn anh, em có thấy đúng mọi người em tìm không? Dạ, cũng có. Hẹn hò thì ví dụ mà đi thì thường là em về nhà lúc mấy giờ? Cái đó anh hỏi mẹ. Cô, em đi kia cà phê về lúc mấy giờ thì được ạ cô? À, theo như ý cô thì đi sớm, về sớm.
khoảng cỡ 7 giờ đi và 9 giờ về là tốt rồi. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy thôi xin cô đi sớm hơn tiếng, 6 giờ tới 9 giờ. Cho xin thêm tiếng được không cô? Bù giờ cái mà đợi, chờ đợi. Nếu mà trời mà không mưa con thì một tháng đi một lần thì ok. Vâng, vâng, cảm ơn cô. Hát bài tặng bạn gái được không? Dạ được. Rồi, hát đi. À, em xin hát bài Giá có thể ôm ai và khóc. Là vì tôi cô đơn. Ê, nhầm bài. Nhầm bài của anh. Khi người lớn cô đơn. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên. Không phải cô Nghĩa đâu nha. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một mình lang thang. Hẹn hò với những mênh man trong tôi, tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần tin nhắn hỏi han. Ô tôi yên bình thêm chút. Giá như có người ôm tôi, có người gọi tôi. Trời ơi, cái gì mà cứ chị Nghĩa cứ vậy hoài vậy chị Nghĩa? Thể hiện bằng lấy đàn ông nào? Chừng nào em cưới nè, em nói luôn đi, mạnh mẽ lên. Thì bạn nữ quyết định đi chứ em thì sao không được. Ơi, em phải cầu hôn người em ta, em phải nói quyết định sao, chứ. Quyết định luôn chứ, mạnh mẽ là nào. Thí dụ giờ, nãy giờ trái tim em có rung động chưa? Dạ có. Có rồi, em thấy bạn gái xinh không? Dạ vâng. Hợp với em không? Dạ có. Bây giờ chừng nào cưới? Thì nhanh nhất được phải 6 tháng ạ. 6 tháng? Vâng. Rồi, 6 tháng, quyết định luôn nha. Dạ. Bạn gái đồng ý không? Dạ, đồng ý. Trời ơi, trời dễ ơi, thương dễ quá. Thấy không? Gọn lẹ vậy đi. Đồng ý ngon lành quá. 6 tháng cưới, bạn gái đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Còn gì nữa? Đếm 1, 2, 3. Rồi. Bấm nút gọi là hình thức thôi. Bởi vì hai bạn nó quá rõ ràng rồi. Bạn trai nói là 6 tháng cưới, bạn gái nói dạ, đồng ý. Bấm cái gì nữa mà bấm? Đồng ý thì nắm tay nhau nắm đi. Nắm tay nhau đi. Xin mẹ đi. Xin mẹ nói gì đi. Hôm nay hôn em. Trời biết hôn luôn. Nói dạ thưa mẹ. Chưa. Mẹ cho chưa? Cô cho con phép hôn em gái. Cái vụ kia kia đâu. Cái vụ nãy nói 6 tháng gì đó. Cho con làm quen gì đó. Trong vòng 6 tháng nữa em quen. Nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn ạ. Rồi ok con. Rồi đó xin tiếp. Con phép hôn em cho luôn.